Hội thứ 13, phần An Nhẫn Ba La Mật Đa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bạc Giả Phạm cùng với 1250 vị đại bí xô trú ở vườn cấp cô độc rừng Thệ Đa tại thành Thất La Phiền. Bây giờ Thế Tôn bảo cụ thọ mãn từ từ. Bây giờ thế nên vì các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tuyên thuyết An Nhẫn Ba La Mật Đa. Mãn từ từ vâng lời Phật dạy, nương thần lực Phật, liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dù bị các lời mắng chửi hủy báng của hữu tình khác đều phải nhẫn chịu, không nên khởi tâm giận dữ oán hận, phải khởi tâm từ bi để báo ân đức kia. Bồ Tát như vậy là đối với An Nhẫn Ba La Mật Đa có lòng tin ưa sâu xa. Tùy theo sự phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, đại Bồ Tát này có thể an trụ An Nhẫn Ba La Mật Đa. Lúc đó Xá Lợi Tử liền hỏi cụ thọ Mãn Từ Tử: sự tu an nhẫn của các Bồ Tát và sự tu an nhẫn của chúng Thanh Văn có gì khác nhau? Mãn Từ Tử đáp: sự tu an nhẫn của các Thanh Văn gọi là hành tướng phần ít, duyên sự không được viên mãn lắm. Sự tu an nhẫn của các Bồ Tát gọi là hành tướng toàn phần, duyên sự rất viên mãn. Nghĩa là an nhẫn của các Bồ Tát vô lượng, vì muốn vô lượng hữu tình được lợi ích an lạc nên mặc áo giáp an nhẫn, lập thể nguyện: ta phải độ thoát vô lượng hữu tình, đều làm cho họ xa lìa khổ, chứng an lạc niết bàn, nên gọi là an nhẫn của Bồ Tát vô lượng. An nhẫn của Thanh Văn chỉ vì muốn xả bỏ phiền não tự thân, không vì hữu tình, cho nên gọi là an nhẫn phần ít, không giống như an nhẫn của đại Bồ Tát nhiều vô lượng. Vì các Bồ Tát không xa lìa an nhẫn Ba La Mật Đa, cho nên gọi là an nhẫn toàn phần. Đối với Bồ Tát nào khởi tâm không thanh tịnh, tâm không kham nhẫn, chịu tổn hoại, nên biết vị ấy bị vô lượng tội, chẳng phải đối với Thanh Văn độc giác thừa, vân vân. Cho nên an nhẫn Bồ Tát là tối thắng. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát nếu như bị Như Lai ứng chánh đẳng giác của trách thì tâm không hờn giận. Cũng vậy, nếu bị kẻ đồ tà, người gánh thây chết hoặc các hữu tình hèn hạ khác mắng chửi hủy báng, cũng không khỏi tâm giận dữ, hiềm hận, báo thù gì,